Một thương hiệu bún đậu mắm tôm với hơn 20 chi nhánh đã có mặt tại Việt Nam. Ủa lộn, tại Mỹ Tho mới đúng chứ. Xách ba lô lên và đi cùng tụi mình nghe. Đây là quán bún đậu Mẹt Tre, nằm ở số 65 đường Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho. Chi nhánh này là chi nhánh thứ 23 đó mọi người. Tôi đi ngay cái hôm khai trương cho nên sẽ giảm giá 20% từ ngày 1 tây cho đến ngày 3 tây tháng 7. Ngoài ra còn có tặng voucher cho những lần ăn tiếp theo. Đây nè, tôi chỉ cho mấy bạn chỗ để xe nè. Nếu phía trước quán hết chỗ để xe rồi thì mọi người nhớ chạy qua đối diện, chỗ cái mũi tên tôi chỉ đó nha. Quán sử dụng rất nhiều đồ trang trí bằng tre, tạo nên một cảm giác rất là mộc mạc. Nhiều người lắm cho nên tôi không có quay được nha. Bây giờ thì mình điểm sơ qua cái menu nè. Chần chờ gì nữa mà không chốt ngay cái bún đậu Mẹt Tre hai người. Điều quan trọng là phải kêu liền một ly nước sấu và một ly nước mơ. Trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ đi pha nước chấm. Cái mắm tôm của quán pha tôi thấy nó hơi mặn một xíu, còn riêng bạn tôi thì thấy nó vừa miệng. Vì vậy theo cái thói quen tôi sẽ nặng hai trái tắc. Tôi tính cắt nguyên trái ớt nè, nhưng mà hên quá cắt có nửa trái mà nó cay muốn xỉu. Sau thời gian chờ đợi thì em nó cũng về với tôi nè mọi người ơi. Một phần bún đậu Mẹt Tre sẽ gồm có đậu hũ, thịt chân giò, chả cốm, nem chua rán, dồi sụn, bún và rau. Quán làm liên tục luôn cho nên các món chiên đều đóng hỏi. Phải tranh thủ ăn liền để cắn được cái lớp giòn bên ngoài nha. Ở cái phần dồi sụn, cái phần sụn bên trong có chỗ mềm chỗ cứng cho nên phải cắn từ tốn thôi nha. Nem chua rán và chả cốm lúc nào cũng là hai cái vedette mà tôi thích nhất ở trong cái phần bún đậu mắm tôm. Nè 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 mọi người coi cái miếng thịt đi, xem có chảy nước miếng không nè. Phần thịt bên trong mềm, phần da dai dai, chấm thêm cái mắm tôm mặn mặn chua chua, một xíu ngọt và đặc biệt là vị cay hít hà. Nãy giờ quên giới thiệu ly nước sấu và ly nước mơ đồng giá 15.000. Bạn nào thích vị chua thì chọn nước mơ, còn thích vị ngọt có hơi xíu men thì chọn nước sấu nha. Nói chứ mấy quán mới khai trương thường rất là đông khách, mấy bạn phục vụ chạy tới chạy lui liên tục, nhưng mà không có ai quạo hết trơn nha, rất là dễ thương luôn. Có điều những ngày đầu mọi người sẽ đợi hơi lâu một xíu nha. Quán sẽ mở cửa từ 9 giờ cho tới 21 giờ. À, phần rau thêm với nước chấm là hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ tôi sẽ chỉ đường cho những bạn chưa biết đường đến quán. Hiện tại các bạn đang đi trên đường Lý Thường Kiệt, bên phải chúng ta là bảng vàng. Rồi các bạn chạy thẳng lên một xíu gặp ngã tư giao giữa đường Tết Mậu Thân và đường Lý Thường Kiệt. Các bạn sẽ quẹo phải chạy về hướng hồ bơi thành phố. Đây nè, ngay cái chỗ mắt kính Điện Biên Phủ nè, các bạn quẹo vô nha. Chạy một xíu à, nhìn bên tay trái là sẽ thấy quán. Cái bảng to lắm cho nên các bạn đừng có sợ bị lạc. Tôi đã thử rồi đó, còn mọi người thì sao? Nhớ tác bạn thân hoặc người yêu cùng đi ăn chung, bởi vì bún ở đây cho nhiều lắm. Vậy nha, bye bye.